Trong bóng tối của những bong ke ẩn sâu dưới lòng đất Beirut, những quyết định có thể thay đổi cục diện Trung Đông đang được thảo luận. Đồng thời, trong các phòng họp kín của Tel Aviv, các chiến lược gia Israel đang vạch ra kế hoạch để vô hiệu hóa mối đe dọa này. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran với tổ chức Hezbollah đang là nhân vật trung tâm, đã bước sang một chương mới với việc lãnh đạo tối cao Hassan Nasrallah bị Israel thủ tiêu thành công. Một chương đầy những toan tính chiến lược và công nghệ quân sự tiên tiến. Tiếp sau đây, The Saigon Post sẽ đưa quý vị đi sâu vào thế giới của tình báo quốc tế, chiến thuật quân sự và những quyết định có thể định đoạt số phận của cả một khu vực. Từ những đường hầm bí mật dưới lòng Beirut đến các máy bay chiến đấu F-15 trên bầu trời Israel, chúng ta sẽ khám phá cách mà công nghệ và chiến lược đang xen trong một cuộc chơi mà cả hai bên đều quyết tâm giành chiến thắng. Xin mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, mối quan hệ giữa Israel và Hezbollah luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Hassan Nasrallah, lãnh đạo của Hezbollah, từ lâu đã trở thành một mục tiêu hàng đầu của Israel. Chương trình phân tích bình luận hôm nay của The Saigon Post sẽ đi sâu vào các kịch bản giả định về việc làm thế nào mà Israel có thể thực hiện một chiến dịch ám sát nhằm vào Hassan Nasrallah dựa trên thông tin từ các nguồn công khai và phân tích chiến lược. Mối quan hệ giữa Israel và Hezbollah đã trải qua nhiều thập niên đối đầu và xung đột. Hezbollah được thành lập vào năm 1982, trong bối cảnh cuộc xâm lược Liban của Israel đã phát triển từ một lực lượng du kích thành một tổ chức chính trị và quân sự mạnh mẽ tại Liban. Với sự hậu thuẫn của Iran, Hezbollah đã trở thành một trong những đối thủ chính của Israel trong khu vực. Hassan Nasrallah, người đã lãnh đạo Hezbollah từ năm 1992, được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới Ả Rập. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hezbollah đã trở thành một lực lượng đáng gờm không chỉ ở Liban mà còn trong toàn khu vực Trung Đông. Nasrallah nổi tiếng với khả năng hùng biện và tài năng chiến lược, giúp ông trở thành biểu tượng của sự kháng cự chống Israel trong mắt nhiều người Ả Rập. Mục tiêu và địa điểm. Theo thông tin được cung cấp, mục tiêu của chiến dịch ám sát giả định này là một khu phức hợp nhiều tòa nhà, bao gồm một bon ke ngầm, nơi Hassan Nasrallah thường gặp gỡ các chỉ huy cấp cao của mình. Khu vực này được mô tả là một khu dân cư gồm 6 tầng, nằm ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, được biết đến như là trụ sở của Hezbollah. Địa điểm này có nhiều đặc điểm đáng chú ý. Bề ngoài, nó trông giống như một tòa nhà dân cư bình thường 6 tầng, không có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, mái nhà được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, có thể là một nỗ lực để tự cung cấp năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào lưới điện địa phương. Điều này có thể giúp giảm thiểu khả năng bị phát hiện thông qua việc theo dõi mức tiêu thụ điện bất thường. Đặc biệt quan trọng là tầng hầm của tòa nhà, được cho là chứa một mạng lưới đường hầm phức tạp. Những đường hầm này không chỉ phục vụ như một bon ke an toàn cho các cuộc họp bí mật, mà còn được thiết kế như các tuyến thoát hiểm khẩn cấp. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hezbollah cho các tình huống khẩn cấp, bao gồm cả khả năng bị tấn công bất ngờ. Việc xác định chính xác vị trí của Nasrallah trong khu phức hợp này là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chiến dịch của Israel. Khu vực này không chỉ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các lực lượng an ninh của Hezbollah, mà còn được thiết kế để che giấu và bảo vệ các hoạt động của tổ chức. Việc Nasrallah liên tục di chuyển và thay đổi địa điểm gặp gỡ càng làm tăng thêm độ khó cho bất kỳ nỗ lực theo dõi hoặc tấn công nào. Hơn nữa, vị trí của khu phức hợp trong một khu vực dân cư đông đúc tạo ra một thách thức đạo đức và chiến thuật lớn cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Nguy cơ gây thương vong cho dân thường là rất cao. Điều này có thể dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và làm suy giảm tính chính danh của bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào địa điểm này. Các kịch bản ám sát. Dựa trên thông tin được cung cấp, có 3 kịch bản chính được đề xuất cho chiến dịch ám sát này.
mỗi kịch bản đều có những ưu điểm và thách thức riêng, phản ánh sự phức tạp của việc tiếp cận một mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như Hassan Nasrallah. Kịch bản 1. Thông tin tình báo từ nguồn gián điệp bên ngoài. Trong kịch bản này, một cơ quan tình báo nước ngoài, có thể là Iran, cung cấp thông tin chính xác về sự hiện diện của Nasrallah tại địa điểm. Thông tin này bao gồm ngày và thời gian Nasrallah sẽ có mặt tại khu phức hợp, vị trí chính xác của cuộc họp trong khu phức hợp và thông tin về các lãnh đạo khác của Hezbollah cũng sẽ có mặt. Việc một quốc gia như Iran, vốn được coi là đồng minh của Hezbollah, cung cấp thông tin như vậy có thể xuất phát từ nhiều lý do. Có thể là kết quả của một hoạt động tình báo chìm phức tạp của Israel hoặc một quốc gia đồng minh, hoặc có thể phản ánh sự thay đổi trong động lực quyền lực khu vực. Tuy nhiên, độ tin cậy của thông tin như vậy luôn cần được xác minh cẩn thận để tránh rơi vào bẫy thông tin sai lệch hoặc phản gián. Theo thông tin được cung cấp, cơ quan tình báo Israel nhận được thông tin này vào chiều thứ Bảy, ngày 27 tháng 9. Thời gian ngắn giữa việc nhận thông tin và thực hiện hành động có thể tạo ra áp lực lớn cho quá trình ra quyết định và lập kế hoạch chiến dịch. Điều này đòi hỏi một cơ chế phản ứng nhanh và hiệu quả từ phía Israel, cũng như khả năng huy động nhanh chóng các nguồn lực cần thiết cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Kịch bản 2. Sử dụng đặc vụ Mossad trên mặt đất. Trong trường hợp không có thông tin tình báo từ bên ngoài, Israel có thể đã triển khai các đặc vụ Mossad tại Liban. Nhiệm vụ của họ bao gồm xác nhận sự hiện diện của Nasrallah tại địa điểm, sử dụng thiết bị laser để đánh dấu mục tiêu chính xác và truyền tọa độ GPS chính xác cho lực lượng không quân Israel IAF. Kịch bản này đòi hỏi một mức độ xâm nhập và rủi ro cao. Các đặc vụ Mossad sẽ phải hoạt động trong một môi trường cực kỳ thù địch, nơi họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Việc đưa các đặc vụ vào vị trí, duy trì hoạt động của họ mà không bị phát hiện và bảo đảm khả năng thoát ra an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều là những thách thức lớn. Tuy nhiên, nếu thành công, phương pháp này có thể cung cấp thông tin chính xác nhất về vị trí và di chuyển của mục tiêu. Việc sử dụng thiết bị đánh dấu laser có thể tăng đáng kể độ chính xác của cuộc tấn công, giảm thiểu khả năng gây thương vong cho dân thường và bảo đảm hiệu quả của chiến dịch. Kịch bản 3. Tấn công mạng và theo dõi thông tin liên lạc. Kịch bản này đề cập đến việc Israel có thể đã thực hiện các hoạt động tình báo tín hiệu Sijin trong thời gian dài. Cụ thể, Israel có thể đã theo dõi và giải mã thông tin liên lạc của Hezbollah trong 5 năm, sử dụng thông tin này để dự đoán các cuộc họp và di chuyển của Nasrallah, và từ đó xác định thời điểm và địa điểm chính xác để thực hiện cuộc tấn công. Đây là một phương pháp đòi hỏi sự kiên nhẫn và đầu tư lớn về thời gian và nguồn lực. Việc xâm nhập vào một hệ thống thông tin liên lạc của một tổ chức như Hezbollah, vốn có ý thức cao về an ninh, là một thách thức lớn. Nó đòi hỏi không chỉ khả năng kỹ thuật cao, mà còn cả sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động và giao tiếp của tổ chức này. Tuy nhiên, nếu thành công, phương pháp này có thể cung cấp một lượng thông tin quý giá không chỉ về Nasrallah mà còn về toàn bộ cơ cấu và hoạt động của Hezbollah. Nó cho phép Israel xây dựng một bức tranh toàn diện về mạng lưới của đối phương, từ đó có thể lập kế hoạch cho các hoạt động không chỉ nhắm vào Nasrallah mà còn cả các mục tiêu khác trong tổ chức. Mỗi kịch bản đều có những ưu điểm và rủi ro riêng. Kịch bản đầu tiên phụ thuộc vào độ tin cậy của nguồn tin bên ngoài. Kịch bản thứ hai đặt các đặc vụ vào tình trạng nguy hiểm trực tiếp, trong khi kịch bản thứ ba đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Việc lựa chọn kịch bản nào sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính khả thi, mức độ rủi ro chấp nhận được và tác động dự kiến của mỗi phương án. Chiến dịch tấn công. Bất kể kịch bản nào được sử dụng, chiến dịch tấn công được mô tả như một hoạt động quân sự quy mô lớn và phức tạp. Theo thông tin được cung cấp, chiến dịch bao gồm việc triển khai máy bay chiến đấu F-15 của Israel và sử dụng khoảng 80 quả bom các loại nhằm vào khu phức hợp. Việc sử dụng máy bay chiến đấu F-15 cho thấy đây là một nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng mang tải lớn. F-15 là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong kho vũ khí của Israel, với khả năng bay tầm xa và mang theo một lượng vũ khí đáng kể. Việc chọn loại máy bay này cũng phản ánh tầm quan trọng của nhiệm vụ và mong muốn bảo đảm thành công bằng mọi giá. F-15 có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ độ cao lớn, giảm thiểu nguy cơ bị phòng không đối phương phát hiện và tấn công.
số lượng bom được sử dụng khoảng 80 quả, là một con số đáng chú ý. Điều này cho thấy mục tiêu của cuộc tấn công không chỉ là loại bỏ Nasrallah, mà còn nhằm phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại địa điểm này. Việc sử dụng một số lượng bom lớn như vậy cũng có thể được hiểu là một nỗ lực để vượt qua các biện pháp phòng thủ và cấu trúc bunker dưới lòng đất của khu phức hợp. Các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này bao gồm 1. Bom xuyên bunker, Bunker Buster. Loại bom này được thiết kế đặc biệt để xâm nhập và phá hủy các cấu trúc được gia cố mạnh như bunker dưới lòng đất. Việc sử dụng loại bom này phản ánh nhận định của Israel rằng mục tiêu có thể đang ẩn náu trong các cơ sở ngầm kiên cố. 2. Bom Mark 82. Đây là loại bom thông dụng có khả năng gây sát thương và phá hủy trên diện rộng. Việc sử dụng Mark 82 có thể nhằm mục đích phá hủy các cấu trúc bề mặt và gây thiệt hại cho khu vực xung quanh mục tiêu chính. 3. Bom dẫn đường chính xác GBU-39. Loại bom này nổi tiếng với độ chính xác cao và khả năng gây thiệt hại tập trung. Việc sử dụng GBU-39 cho thấy ý định của Israel trong việc giảm thiểu thiệt hại phụ và tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu chính xác. Việc sử dụng kết hợp các loại bom này cho thấy một chiến lược tấn công đa tầng. Bom xuyên bunker nhằm vào các cấu trúc ngầm, trong khi Mark 82 và GBU-39 được sử dụng để bảo đảm phá hủy toàn diện khu phức hợp và loại bỏ mọi khả năng sống sót hoặc thoát thân của mục tiêu. Phân tích kỹ thuật vũ khí. Để hiểu rõ hơn về khả năng và tác động của cuộc tấn công, chúng ta cần đi sâu vào phân tích kỹ thuật của các vũ khí được sử dụng. Bom xuyên bunker, Bunker Buster. Bom xuyên bunker là một trong những vũ khí quan trọng nhất trong chiến dịch này, đặc biệt khi mục tiêu được cho là ẩn náu trong các cơ sở ngầm kiên cố. Loại bom này có những đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý. Chiều dài khoảng 19 feet, tương đương 5,8 mét, cho phép nó mang một lượng lớn chất nổ và có đủ trọng lượng để xuyên qua các lớp vật liệu cứng. Đường kính 14,5 inch, 37 cm, tương đối nhỏ so với chiều dài, giúp giảm sức cản khi xuyên qua vật liệu. Trọng lượng đầu đạn khoảng 650 pound, tương đương 295 kg, cung cấp đủ sức mạnh để tạo ra một vụ nổ lớn sau khi xuyên qua mục tiêu. Thành phần thuốc nổ, tritonal, một hỗn hợp gồm 80% TNT và 20% bột nhôm. Tritonal có sức công phá mạnh hơn TNT thuần túy, tạo ra áp suất và nhiệt độ cao hơn khi nổ. Các hoạt động của bom xuyên bunker rất phức tạp và hiệu quả. 1. Dẫn đường. Bom được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser hoặc GPS để định vị mục tiêu chính xác. Điều này bảo đảm bom sẽ đánh trúng đúng điểm yếu của cấu trúc mục tiêu. 2. Xuyên phá. Khi va chạm, vỏ bom cứng và hình dạng khí động học cho phép nó xuyên qua nhiều lớp vật liệu cứng. Nó có khả năng đi xuyên qua khoảng 6 mét bê tông cốt thép hoặc 100 feet, tương đương 30 mét đất mềm, cho phép nó tiếp cận các cấu trúc ngầm sâu. 3. Kích nổ. Bom sử dụng ngòi nổ trì hoãn, cho phép nó nổ sau khi đã xuyên sâu vào mục tiêu. Điều này tối đa hóa tác động phá hủy bên trong cấu trúc mục tiêu. 4. Tác động. Khi nổ, bom không chỉ gây ra thiệt hại trực tiếp, mà còn tạo ra sóng xung kích mạnh trong không gian kín, làm tăng thêm mức độ phá hủy. Bom Mark 82 và GBU-39. Mark 82 là một loại bom thông dụng, nhưng vẫn rất hiệu quả. Trọng lượng khoảng 500 pound, tương đương 227 kg, đủ lớn để gây ra thiệt hại đáng kể, nhưng vẫn đủ nhỏ để mang theo số lượng lớn trên một máy bay. Cải tiến, được trang bị bộ dẫn đường JDAM, biến nó thành một vũ khí có độ chính xác cao. Khả năng, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết nhờ hệ thống dẫn đường GPS, INS, bảo đảm độ chính xác cao trong các điều kiện tác chiến khác nhau. GBU-39, Small Diameter Bomb, là một loại bom nhỏ hơn, nhưng có độ chính xác cực kỳ cao. Trọng lượng khoảng 250 pound, 113 kg, cho phép mỗi máy bay mang theo nhiều quả bom hơn. Đặc điểm, kích thước nhỏ và khả năng lượng xa cho phép nó được thả từ khoảng cách an toàn và vẫn đạt độ chính xác cao. Hệ thống dẫn đường, kết hợp GPS và dẫn đường quán tính cung cấp độ chính xác gần như tuyệt đối trong hầu hết các điều kiện. Việc sử dụng kết hợp các loại bom này tạo ra một cuộc tấn công đa chiều, nhắm vào cả các cấu trúc bề mặt và ngầm, đồng thời tối đa hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu trong khi giảm thiểu rủi ro thất bại của chiến dịch. Kết luận: chiến dịch của Israel thể hiện sự chính xác và hiệu quả đáng kinh ngạc,
là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh vượt trội về chiến thuật và công nghệ của quốc gia này. Trong khi Iran, thông qua các lực lượng ủy nhiệm, cố gắng đe dọa và gây bất ổn khu vực, thì Israel không chỉ phòng thủ mà còn chủ động tấn công, phá hủy những mối đe dọa tiềm tàng ngay từ trong trứng nước. Đây là bài học đắt giá cho các lãnh đạo của phe trục Iran, đặc biệt là Ali Khamenei, về hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục thúc đẩy chính sách đối đầu. Israel đã chứng tỏ không chỉ khả năng bảo vệ biên giới mà còn có thể triệt phá mạng lưới kẻ thù với những đòn tấn công chính xác và tàn khốc. Sự ngoan cố của lãnh đạo Iran chỉ đưa đất nước họ đến gần hơn với sự sụp đổ, trong khi Israel với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không ngừng củng cố vị thế của mình như một lực lượng bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Thông điệp rõ ràng dành cho Khamenei và những kẻ ủng hộ hắn, mọi hành vi thù địch đều phải trả giá bằng chính sinh mạng chính trị của họ. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.